Người Việt Nam ơi, Quang bạn, ok, hôm nay là sinh nhật mà ba cậu Quang. Rồi chiều nay mình đang làm vài món cho vui vẻ, ok. Bò kho. Đây là bốn kỳ thịt bò, các cái tất cả đây. Một mùa lửa muối, một mùa lửa tiêu, một mùa hạt nếm, bốn cà chua, tám cô rốt, bảy lạc xà, ba hành tây, hai cọc cương, hai lít nước dừa. Đây là hai lít nước thịt bò. Đây là nửa chén tomato paste nha. Tomato paste là cà chua hàng đập ra, rồi hàng đặc kiểu này nghe. Nửa chén đi. Bạn thấy Quang bỏ hai lon vật thiệt ra là hai lon này là nửa chén nghe. Một lẻ quế, hai tạc quà, bảy hộp khôi, nửa chén nước mắm, nửa muỗng hạt nếm, nửa muỗng muối và vào hai lít nước nữa. Quang sôi này lên 7 tiếng. Bắt đầu mì. Đây là mì câu longevity. Longevity là mì sống lâu ngày. Đó. Luộc lên 10 phút. Chào anh em, mình xào lên nấm. Đôi vô sĩ hành tây. Đây là nấm tà lấm tà lứa. Nấm cô, nấm không biết đâu. Nấm tà lấm tà lứa là 3 loại nấm. Nửa muỗng xì dầu, nửa muỗng dầu hào, dầu mè, xì dầu đen này. Nửa muỗng vào vô. Tí đường luôn bạn. Đó. Xào lên. Bún của mình vào luôn. Đây bà con ơi, đây là mì nấm sống lâu ngày. Món thứ hai xong. Cơm chiên đầy đủ topping nha. Hai muỗng dầu hành vào vô, hành tím vào vô, hai muỗng đi bàn tỏi vào vô, xào lên. Chả chiên vì lập xưởng vào vô. Đây thơm ngạt ra rồi, bỏ bên. Chiên lên 10 cái trứng. Đây trứng đẹp dị sờ kiểu này rồi bạn. Rau dâu ra. Chào mấy hôm qua, đây là 4 ly topping đầy đủ vào vô. Rau củi tà lấm tà lưa một chén vào vô. Nửa muỗng hạt nêm, nửa muỗng đường, xì muối, nước mắm xí xí thôi bạn, 2-3 giọt thôi. Đó, trứng ốp la đã chưa, đánh vô quá đã luôn bạn ơi. Đây là cơm chiên ngon dứt nách dày sờ luôn bạn. Một con gà đi bồ đây. Đây là gà tắm muối ớt, hai muỗng dầu, một muỗng muối, nửa muỗng tiêu. Đây là ớt bột nha, ớt bột cái nha. Rải lên. Chưa xăm đâu nha, đây là ướp thôi nha. À xa vô, cho này thấm lên 30 phút. Đây bắt đầu nướng. So, cái lo của Quang là hằng lên cháo dứt rồi bạn. So, hằng lên chuẩn bị 4-5 chọc ép. Chưa là lấy con gà của mình đôi lên. Đấy. Chà, đổi bộ tay nghe. Đóng, hà hít xuống. Dè dè thôi nghe, dè dè dứt á. Đó, vậy thôi bạn. Qua chứ mình nướng này lên 35 phút, rồi 5 phút ra. Từ qua, chờ nướng 5 phút nè. Từ về 5 phút until 35 phút, ok bạn. Bắt đầu làm sốt cho hàng dính muối ớt của mình. So, một cục bơ. Đây là một muỗng paprika, bột màu. Cố là bột màu à. Vì hai muỗng mắc ám muối ớt của mình. Đây nửa muỗng muối, nửa muỗng tiêu. Đây là ớt Việt Nam nè, một ó của Quán, hai ó của Quán quên rồi, ba ó của Quán á. Ó nờ ó Phương vì ó gái á là mua ớt cho Quán đây. Quá khô ra qua cái quệt ra có buộc nè, quả cái luôn mà. Có một muỗng vì gì nè, đây vì ớt paprika nha. Đó, đừng thở bố nghe. Ô cha mà ơi, chắc khai xì luôn. Thiệt ra đừng hà si dùng quá, hà si chữ mình, ok? Việt Nam cổ lên nghe. Có vài ngày nữa Quang về Việt Nam nhé. Việt Nam cổ lên nghe. Đây, 5 phút đây. Tợ quá. Wow. Giờ tợ quá tợ về nha bạn. 5 phút vô lại thôi. Tợ về. Ôi cha mà ơi, ôi cha. Ngon chưa? Gà mình chín rồi đây. Sốt bơ lại lên thơm bơ. Đó. Bắt đầu tẩm muối ở cái mí này, muối ớt. Bơ tôm chạy tòi ra cục bơ này, một vả. Một vả tỏi, một ớt, nửa muỗng đi vào vô, một muỗng paprika, nửa muỗng hạt nếm. Ủa chả mà chắc một muỗng đi, nước mắm đó vậy thôi, một muỗng cà phê, đường, bơ thơm nhất cái mùi đó, tôm vào vô, tôm chạy thòi. Món thứ 6 thứ 7 quên rồi đấy bạn. Món nào là mà của Quang là thích yêu nhất là mực luộc chấm, chấm gì đấy quên rồi. Mắm gừng, hai muỗng gừng, một muỗng hành tím,
một muỗng chài, hai trái ớt, xay lên. Nửa chén nước mắm. Nó thôi, 5 muỗng. 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng đường, ok bạn. Cuối cùng, nước tả chanh, mè vào vô. Và mà của Quang là mấy dứt là mực, chấm mắm cưng. Quang quên, sashimi or bạc thuộc nha bạn. Chà, sóc các kê ta. Tiểu một con một. Chà mà, who cares. Vô, luộc lên. Chỉnh với bạn, chừng luộc lên cho hàng nóng lại thôi. Có chấm mắm gương ra, bỏ vô vì mực. Hầu xào tiêu đen, okay. Hành, dầu, hành tím vào vô. Ow. Xào lên. Sốt tiêu đen, một muỗng nửa vào thôi, làm thôi mà. Xào lên, một bắp vì nước, món thứ 8 à, quên luôn bạn. Ô cha, ốc lên xào dừa, đây là làm sẵn rồi bạn. Thêm cốt dừa, hạt nếm, vài đại ớt thôi, phế, và rắm ra thơm. Làm, tiêu đen, ốc lên xào dừa, xong. Chuẩn bị xong rồi nha, ốc hấp xả, đây, 2 lít nước. Xả gừng, á cha, vì ớt vào vô, lá chanh vào vô, đây vào vô, xì hạt nêm, xì thôi nha, thật mắm, xì thôi nghe, vì nửa muỗng đường, đây, thau nướng lên, nướng lên chưa, mở miếng, xong, chúng mình làm sốt cho hàu nghe, sau một muỗng dầu, cục hành tím, không ngạt ra rồi bạn, bố, vua, xay rau, một đường, một muỗng tỏi vào vô, một chén nước. Vắt chanh vô nửa tẩy đấy đó, sốt vào lên, mở hành xong, bắt đầu ship hàng. Đây bà con ơi, bà con ơi, quả mệt dễ sợ luôn, và chắc về là quả vui lắm này. Chắc Quang làm một video nữa rửa chẳng đòi vì hát karaoke nghe. Bắt đầu ship hàng, bà con ơi, bà con ơi. On this day, on together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candle. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you. Okay, let's go! Bà con ơi, quả mệt. Hôm nay quả mệt, không biết nấu mấy món không bạn, hy vọng là ngon nhất luôn. Xe đây đây, xe ai gì ta? Để đó bác Tiến. Ô, hello chú Tiến. Hello, khỏe không? Khỏe. Đâu, yeah. Quán, đâu. Đó chị đây à? Hello chị đây. Khỏe không? Khỏe. Yeah. Thầy thương Quang đã quên rồi, rồi nó chập mái chứ rồi. Nó nấu hơi mệt. Quên đi rồi. Quá. Mày món đấy. Hai bồng luôn rồi. Mình chắc hàng mong lo gì đi về không? Nó lâu được rồi. Đây. Nấu đủ loại nhé. Ủa cho đủ loại. Dạ. Rồi. Ôm mờ hết đấy. Rồi. Wow, mực luôn rồi, ngon lạ. Có mực bạc thuộc, mắm gừng. Đây là cơm chiên đặc biệt. Đây là mì tần lâm. Wow, lúc này nấu kìa. Đây là cơm, này là mì. Đây là... Wow. Vì sao hơi tệ phải không? Vì sao hơi tệ đó? Ở đây ụt lên. Đồ xỉ ra một mình là đúng rồi. Dạ. Vì có bò khó luôn. À. Bò khó luôn. Khi nào về cho con phải kêu người ta tới. Đây. Dạ. Khi nào về cho con phải kêu mấy cô tới phụ cho. Dạ. Phụ vừa học mấy con. Dạ. Good girl luôn. Đây là cái đây. Đây là oyster. Oh, chứ có sốt. Có sốt đây đây. Oyster đây là ổ khắp xà. Đây là gà tẩm mùi ớt. Đây là mì longevity. Dạ. Cơm chiên đặc biệt. Bột thuộc. Đây là đây gì đấy? Mực à. Oyster hả? Dạ, mực vì chấm mắm gừng. Đây là hàu.
tiêu đen thôi. Đây là tôm à, con đó. Đây là ốc lên sao dừa. Ốc lên sao dừa rồi. Dạ. Dạ. Không biết chặt đứt rồi. Đi bò khó luôn. Hàng Việt Nam đây đấy. Dạ. Hàng Việt Nam luôn. Đây hàng Việt Nam luôn. Làm nó có phần đặc biệt không? Ôi đây, đây là sốt, sốt cho mà đây nè. Hào ấy. Mà đồ lấu. Là ai rồi, tao con quên rồi. Hả? Cái gì? Bông nữa. Không quên đâu. Ôi cha. Everything. Cái gì? Oyster. Oh wow. Perfect. Man, take a lot of time to cook. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Này, vì bỏ khó luôn. Có bỏ khó luôn. Ngon luôn. Yeah. Yeah. Cô đánh gì vậy anh? Đùa vậy rồi, giờ vậy rồi hả? Đùa. Đùa, đồ không đánh thôi. Thôi cỏ gì là mua lấy thêm nữa. Cái to đó chúng nó từng cái chứ nữa. Quá trong phí gì. Ơi làm được. Có bao khó. Này hết kìa. Sao quá hệ thôi, quá cửa lại cái đó. Chị đây. Quá cửa. Quá hệ thôi, quá cửa lắm. Mua vẻ vào đi. Này. Dạ bà, cục mà, cục quán đây nè, đây. Lông cái gì đây? Có lông cái gì vậy? Ồ, đây tì tố à? Đây là tì tố à? Không phải à? Đó, dính nữa. À, tì tố má. Ồ, má. Không phải. Không phải phải không? Giống lá mơ thì đúng. Là mơ đó. Là mơ à? Là mơ. Sao gì? Tì tố má? Tì tố. Nè, tì tố đó. Hay vậy? Rõ thơ không? Đây là quế. Dạ, quế. Rõ quế. Cái mùi, mùi tí tô thì... Đi lang thang đây. Dạ. Đây là gì? Duy đâu biết. Coi nè. Dạ ba. Mà có quán đây nè. Thấy chưa? Cụ đồ ta lắm ta lứa hết. Hello. Cảm ơn tôi vô ăn đi. Vô ăn đó ba con ơi. Vô ăn đi. Dạ. Tao ăn cho ông quán nó ăn nghe. Có mập gì đâu. Con thấy mập xí thôi. À. Làm cho chị ăn lắm rồi thì dạ, dùng tay à. Không dùng tay. Dạ. Đây vô ăn, vô ăn. Dạ. Đẹp trai. Đẹp trai à. Cảm ơn nhiều. Dạ thằng con. Rồi mùa đông. Ở đây nè. Mời đám cưới, đám cưới cho chú Kiên là con tới con làm rồi cho chú. Ok. Thoải mái. Vô ăn chưa rùa tới. Ở đây nè, quên. Happy birthday nè. Dạ, hôm nay sướng nha. Thank you. Một kể thôi, một kể thôi. Ê mà luôn nè. Nè. Rồi. Quá rồi. Thôi mà lấy cũng được à? Mở ra đi. Mở ra coi mấy chục. Mục tiêu. Wow. Wow. Sướng chưa? Sướng chưa? Happy birthday nha. Mà nắm được, ta nắm được là. Thank you. Không có gì đâu. Không có gì. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Dạ. Chưa mà ba là chụp một anh được không? Cho một anh thế. Ngồi trong đó chụp một anh thế. Ngồi bên đồ ăn ấy, qua chụp đấy. Gửi đồ cái đây đi. Qua sắm. Gửi gặp nó lấy ăn hết. Ông đè thêm ba. Cưng một cái tấm neo thế. Ông đè thêm ba khăn nữa đi. Ngồi trong đó. Được. Ok. Một, hai, ba. Toàn vai toàn đu đặc. Đó, quả đặc biệt rồi. Đó, 1, 2, 3, xong. Good right quá. Quả đặc biệt luôn. 3 triệu nữa. Này ông kê, sao ông thắng 3 triệu nữa. Con lên.
Thank you. Không cần đâu, không cần thank you đâu. Hồi nhỏ có lớn lên bự trên đây rồi, ok rồi mà. Nói đó mình giỏi, mình con mua chiếc xe đi. Bây giờ chắc con chuẩn bị đi rồi. Con đi con rửa chén nồi. Con nhiều lắm. Dạ, có nhiều chén nồi. Con rửa chén nồi nè. Dạ, có nhiều lắm. Dạ. Ok, hãy người enjoy, ok? Good job, very good job. Con kêu người phụ hết. Dạ, con làm được. Dạ, con làm được. Ok, ok. Bye, bye người. Xong bà con ơi, từ mà về. Về rửa chẳng đòi hạt giác nhé.